dùng giải thưởng lãng là đội trưởng hoàn thành mục tiêu của mình. Tiếp theo xin mời đội thi giai đoạn vượt cầu thang làm đội trưởng của các thành viên chi đoàn quân sự quận 1 và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 1, chi đoàn công ty cổ phần lữ hành Vietnam Tour, chi đoàn trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên quận 1 và chi đoàn giáo viên trung